每个动作早已预告，再也活不出变数。明明就有一个命途，没法逃。与你没法天老地老，当我自己的劫数。拍过合照想要寻回，寻不到。怎去逆转这结果？黑暗之中发现自己一个，沉重的拥抱过，重逢竟不曾认识我。发现每一张脸似明光一现，明明每次作都可见线，失去是爱的宣言，连线索都不见，你逐渐逐渐地走远，注定来生相见，我就当听见。Bà Chính Hồng, nghi ngờ ông có liên quan đến hai vụ mưu sát, bây giờ chính thức bắt ông. Hôm nay, cho dù tất cả mọi người không tin anh, nhưng mà tôi tin anh. Chỉ cần anh tin tưởng tôi sẽ không để anh ngồi tù quán đâu. Bác sĩ, ông sao rồi? Sếp Hà, thương tích của bệnh nhân không có gì trầm trọng. Cảm ơn. Bà Chính Hồng, sếp không cần phải nói, tôi không có giết người. Ông không cần nói gì cả. Món anh sơ đã có đủ bằng chứng khởi tố ông. Chúng tôi phát hiện sợi y phục của ông tại hiện trường vụ án. Chúng tôi cũng phát hiện được tóc và da trong móng tay hoàn toàn trùng hợp với ADN của ông. Hơn nữa, chúng tôi còn có nhân chứng chứng minh ông có tranh cãi với nạn nhân trước lúc chết. Ông còn nói ông không có giết người. Làm sao giải thích đây? Nè, ông tiến quá một chút có được hay không? 20 năm rồi ông chưa biết nói chuyện sao? Phải đâu ông hả? Bộ phim im lặng trầm mặc đã lỗi thời lâu rồi. Có nói hay không cũng không cần thiết. Bằng chứng xác thực gửi qua sở luật chính xử lý đi. Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Chẳng qua tôi chỉ làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người cảnh sát. Dư quan cho người vô tội là trách nhiệm của anh sao? Bắt một người tốt ngồi tù là bổn phận của anh à? Nếu ổng là một người tốt, không gây án hết lần này đến lần khác. Nếu ảnh là người xấu, thì không gì tránh một bà cụ để bị đụng xe trong lúc tẩu thoát. Cũng không gì quan tâm tới người cha mà hồi hộp lo sợ phải ở lại đây 20 năm chờ mấy anh bắt ảnh. Tôi làm việc chung với ảnh cho nên hiểu rõ con người của ảnh. Nếu cảnh sát chúng tôi bắt tội phạm chứ gì thì cảm giác như cô vậy. Chỉ để những người phạm tội bịa ra một câu chuyện tội nghiệp thì có thể tự do ngoài vòng pháp luật. Anh có biết ảnh dự định tự thú không? Vậy sao? Lúc nãy ông không hề hợp tác với chúng tôi. Anh không hợp tác với anh là vì anh không tin ảnh. Vừa vào đề thì anh đã khẳng định ảnh là hung thủ rồi. Thực chất vụ án năm 84 có người thứ ba ở hiện trường, không thể chứng minh là anh không tin người ta, phủ nhận sự tồn tại của sự thật này. Chỉ cần có bằng chứng thì chúng tôi sẽ tin. Chị Môn cũng đã nói rồi, thực chất kỹ thuật giám chứng 20 năm trước chưa hoàn hảo. Lúc đó vẫn chưa có kiểm tra ADN. Xét nghiệm tóc chẳng qua là xét nghiệm 10 loại nhân tố khác biệt. Trong 10 người rất có thể có một người giống nhau. Ngay cả chị Phương bị thư phận của con người cũng chưa hoàn thiện, sao có thể khẳng định ảnh là hung thủ? Nhưng vụ án hôm nay thì làm sao giải thích? Chúng tôi tìm được nước sơn dấu da linh dị của hai nạn nhân tại nhà của Hà Chính Nam, tất cả đều liên quan đến hiện trường gây án. Bao nhiêu năm qua anh bị người ta vu khống là hung thủ giết người, anh có quan tâm vụ án vậy không? Ví dụ cảnh sát muốn điều tra cũng sẽ mua dấu da và nước sơn để nghiên cứu. Hôm nay anh là người bị hại, anh còn muốn hiểu rõ thủ pháp hành tung của tên hung thủ này. Hơn nữa hai nạn nhân nữ này là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, lén lút lập hai linh dị để tưởng nhớ họ chẳng qua chỉ là biểu hiện sự chung tình thôi. Cô có thể dùng sự cảm tính của cô để phân tích với tiểu thuyết, nhưng đừng bao giờ dạy cảnh sát chúng tôi làm việc. Tôi biết chứ, năm xưa ba anh bất cẩn thì Hạ Chính Nam trốn thoát. Anh là con trai cô ấy nên cảm thấy rất mất mặt. Do đó anh nhất quyết buộc tội Hạ Chính Nam để trút mối hận trong lòng của anh. Anh cảm thấy anh làm tròn trách nhiệm sao? Công việc của chúng tôi đã hoàn thành rồi. Cô muốn ảo tưởng thì cứ tự nhiên phát biểu. Đúng thôi, sức tưởng tượng của cô rất là phong phú, nên dùng để kiếm ăn. Hôm nay, đây là ba của tôi, cũng là luật sư biện hộ cho anh. À, ông Hà, chúng tôi đã nghiên cứu hai vụ án của ông rồi. Để bây giờ hãy nói về vụ án 20 năm trước đi.
20 năm trước ông nói trước tòa, chính mắt ông nhìn thấy khi vụ án xảy ra, tại hiện trường vụ án có một bóng người lướt qua. Nhưng mà cảnh sát thì nói sau khi điều tra không có nhân vật nào khả nghi. Vậy tôi muốn hỏi ông, lúc đó ngoại trừ ông ra, có còn ai nhìn thấy bóng người này không? Không có. Thật sự không có. Ok. Nào, hy vọng điểm này ông có thể giúp tôi. Vào 20 năm trước, cảnh sát tìm được một đầu lọc tại hiện trường vụ án. Nhưng mà ông luôn khẳng định đầu lọc đó không phải của ông, nhưng mà cũng không thuộc về nạn nhân. Vậy thực ra là của ai? Nè ông Hà, có cách nào chứng minh năm xưa ông là người không hút thuốc không? Nè ông suy nghĩ kỹ nha. Tôi đã bỏ thuốc rồi. Tôi thấy ba tôi bị chuyển ho dữ quá, tôi đã bỏ thuốc rồi. Tôi bỏ thuốc rồi mà. Ông Hà bình tĩnh lại đi. Bây giờ quan trọng là tìm bằng chứng. Nè ông suy nghĩ coi. Nè ví dụ như có bác sĩ hay là bạn bè gì đó. Ông Hà, tất cả bằng chứng đều bất lợi với ông. Tìm không được người thứ ba. Trước khi nạn nhân chết, có người nghe được ông và cô ấy cãi nhau. Đúng vậy, còn có rất nhiều pháp chứng xác thực. Thực chất ông trời đang đùa với tôi. Tôi thật lòng trong tình cảm, nhưng mà người phụ nữ tôi thương lại bắt cá hai tay. Đúng vậy, chúng tôi có tranh chấp, có cãi nhau, nhưng tôi không có giết người. Tôi không có giết người. Là trùng hợp, thật sự là trùng hợp. Hai lần đều như vậy, người phụ nữ tôi thương đều bắt cá hai tay. Sau đó chúng tôi cãi nhau, tiếp theo là cô chết. Có người theo dõi tôi đó. Có người theo dõi tôi. Hôm nay, có người theo dõi tôi mà. Bình tĩnh lên đi. Có người theo dõi tôi. Bà biết con giọng là bạn thân, bà cũng rất muốn giúp ổng. Nhưng mà vụ án này rất khó biện hộ. Con khuyên ổng nhận tội đi. Hy vọng những năm còn sống được ra tù. Khờ quá. Con đã cố gắng hết mình rồi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Hả? Ê, cái rồi kìa. Cao rồi, cô Cao ơi. Xin lỗi, cái quan hệ gì? Sao cô lại ủng hộ mấy như vậy? Xin lỗi, xin lỗi nha. Quan hệ gì đặc biệt không? Xin lỗi, xin lỗi. Cảm ơn cho qua giùm đi. Nè, cô Cao ơi, không có ý gì câu đi. Cô giọng có quan hệ gì? Tôi giọng có quan hệ gì đặc biệt? Là trùng hợp. Thật sự là trùng hợp. Hai lần được như vậy hết. Người phụ nữ tôi thương thì bắt cá hai tay. Sau đó chúng tôi cãi nhau, rồi tiếp theo là cô chết. Đúng vậy. Tôi chính là bạn gái của Hải Chính Nam. Dĩ nhiên là tôi tin ảnh rồi. Tôi đến ủng hộ ảnh. Tôi sẽ minh oan cho bạn trai của tôi. Tôi sẽ không để ảnh có chuyện. Tại làm sao vậy? Tại sao con không nói cho mọi người biết con có bạn trai rồi? Tại con nghĩ xưa nay mọi người cho con độc lập mà. Đừng giận mà má. Không phải là má giận, mà mọi người quan tâm đến con thôi. Chị Sang à, ông ta là hung thủ giết người đó. Vụ án còn chưa xử mà. Nè, nói rồi mới nói chứ. Hai người bắt đầu hồi nào vậy? Là dạo trước tụi con là bàn về cuốn sách rồi bắt đầu đó. Yên tâm đi, đâu phải là con mới có bạn trai lần đầu đâu. Không phải đâu, lần nào có bạn trai chị cũng nói cho em biết mà. Tại sao lần này chị không nói? Có phải chuyện gì cũng nói cho em biết không? Nhiều chuyện quá. Con nói đi, từ nay con dự định con và Hermann ra sao? Phải đó, có thể ngồi tù lâu lắm đó chị Sang. Cho dù năn nỉ tranh án thì cũng phải ngồi tù 20 năm đó con. Trời ơi, như vậy có chết không chứ? Trời ơi, mọi người yên tâm đi, không bao lâu sự việc sẽ được giải quyết thôi. Ngày mai con còn phải đón ba của Hermann xuất viện nữa. Con không có nói với mọi người nữa muốn không? Không phải. Không bao lâu là sao? Không bao lâu là sao vậy? Có phải không bao lâu chia tay với người này hay không? Nè con à, chuyện gì không bao lâu chứ.
Hồi nhỏ hả? Không liên lạc mấy ngày, tình hình sao rồi? Đã bắt được hả chín năm? Trời, tuyệt vời. Cuối cùng lần này vụ án lớn nhất thế giới đã phá được rồi. Tôi đã lấy công chuộc tội, được ngủ ngon. Nè, ông và Hạ Chính Nam quen biết ở lâu, có nhìn thấy ông hút thuốc không? Không có. Ông nói bà ông bị xuyễn nên bỏ thuốc lâu rồi. Nhưng tìm thấy một đầu lọc tại hiện trường vụ án năm 84 đó. Vậy thì sao? Hạ Chính Nam lại giết người vào năm 2004 đó. Những gì trước kia ông nói có thể tin tưởng sao? Chính vì tôi tin ông mới để cho ông chạy thoát. Không được bao giờ để ông gạt đâu. Ê ba, chuyện gì vậy con? Bên ngoài mưa to lắm, nếu như hai hôm nữa trời còn mưa thì chúng ta không có đi trồng cây được đâu. Chờ, chờ ba lát đi. Hôm nay hai nhỏ đưa ca giùm tôi từ này có được không? Chuyện gì? Là hai hôm nữa tôi đã hứa đi ngoại ô trồng cây với con trai tôi. Con trai giùm tôi con đó có mưa không vậy? Tôi không muốn nó thất vọng thôi mà. Yên tâm đi trồng cây với con ông đi. Hôm đó trời rất đẹp. Bà có tình đặc biệt, hôm đó chắc chắn trời rất đẹp. Thật chắc, quên đâu. Nhỏ, alo. Người nào tôi cũng có thể gặp, nhưng mà tôi không thể gặp con tôi. Tin này là thật hay giả đó? Là thật. Bảo đảm hôm đó trời rất nắng, nắng đến cháy da của ông luôn. Cảm ơn nhiều nha. Bye bye. Bye bye. Chà, y như là một nàng dâu vậy. Em nói gì vậy? Chú Cửu không ai lo nên chị mới đến thăm chú ấy. Phải, nhưng mà đâu cần giả làm bạn gái của người ta thiệt thòi như vậy. Em nói gì vậy? Là chị phải nói cho em biết chị đang làm cái gì. Ngày nào em cũng gặp chị quen với Hetman sao em không biết? Nói lẹ lên, thật ra chị muốn gì? Muốn vụ hung thủ xuất hiện. Hung thủ? Có nghĩa là Hetman không phải là hung thủ. Chị đã nghe lời của Hetman. Anh nói cả hai người bạn gái của anh đều do bắt cá hai tay nên sau đó bị người ta giết chết. Nếu hung thủ này giết người căn cứ theo dạng này, chị muốn dùng một cách để dụ hắn xuất hiện. Chị điên rồi sao? Lỡ như chị thật sự dụ được hung thủ xuất hiện, hắn sẽ giết luôn chị đó. Chị hai à, bây giờ không phải là viết tiểu thuyết, nội dung không do chị khống chế. Những chuyện nguy hiểm này dành cho cảnh sát làm có được không vậy? Nhờ cảnh sát thực chất họ không có tin những gì chị nói, nhờ họ làm gì? Nhưng mà chị hai, chị không tìm cảnh sát cũng đến tìm chị. Hai. Sếp Hà, sếp tìm tôi có chuyện gì? Tôi không có phạm pháp. Tôi đến đây tìm Hà Cửu. Tôi đã liên lạc với Sở Phúc Lợi Xã Hội. Họ nói rất vui mà chăm sóc Hà Cửu đó. Nếu cần gọi điện thoại cho họ. Nè, danh thiếp. Anh không cần giải nhân giải nghĩa nữa. Anh đến đây là muốn tìm bằng chứng vụ tội hôm anh chứ gì. Có cần đi chung quanh thêm một lần nữa không? Nè, cảnh sát chúng tôi làm việc dựa theo bằng chứng, chứ không phải là như cô nói buộc tội người này buộc tội người kia. Cô thích nghĩ sao tùy ý của cô thôi. Anh chỉ giỏi dựa vào bằng chứng thôi. Anh có tin những gì hôm anh nói không? Anh có suy nghĩ về chuyện người thứ ba mà tôi nói không? Đây mới là sự thật đằng sau đó, đồ ngu. Nè, những người thông minh thì càng biết nói láo. Nhưng bằng chứng thì không. Những bằng chứng cho tôi biết mới là sự thật. Chú Cửu đâu? Chú Cửu, tại sao một mình chú chạy ra đây vậy? Chú Cửu, có chuyện gì? Lúc nãy ở đây có người có người phải rồi, miệng còn ngậm điếu thuốc, cứ phà liên tục. Có người hút thuốc. Ê, thuốc đầu lọc này giống y chang như đầu hiện trường vụ án năm xưa. Alo, Hòa Lớn hả? Có chuyện này muốn nhờ ông giúp đỡ. Là chuyện gì? Liên quan đến vụ án Hà Chính Nam. Hà Chính Nam? Không phải cậu đã bắt rồi sao? Phải, nhưng bây giờ tôi có phát hiện mới. Nè, bây giờ tôi không có rảnh. Cậu quên tôi từng nói với cậu là hôm nay tôi phải đi trồng cây với Thiên Quang à? Ba, ở đó có một con chim rất lớn, mà đến đó coi đi. Cẩn thận đó, con có bị nó cắn không vậy? Không, mau qua đây đi. Được rồi. Nè, bây giờ tôi không tôi có đi. Rảnh, con trai tôi là âm người kìa. Tối nay tôi mới chuyển cậu sau nha. Thôi được rồi, thôi vậy bye bye. Đưa tay đi. Nè, qua bển chơi tiếp đi. Lên. Những cái cây lên đàng hoàng. Nè, trời ơi. Để đàng hoàng con, đàng hoàng.
Sau này cái cây này sẽ cao hơn con làm sao nhận ra cây nào của con? Ê, con cá to. Con nhớ cái mũi to này nha, sau này trưởng thành con sẽ nhận ra cái cây này là do con trồng. Ba, sao không cắt cái gì mà lại cắt mũi tên vậy ba? Đưa ngón tay cho ba. Nè, ba cũng thêm một ngón, ba cũng thêm một ngón nữa. Mũi tên này có giống căn nhà ấm cúng không? Giống lắm. Ba đang tìm cho con đây nè. Alo. Nhất định sẽ tìm được hả? Mà. Alo, hồi nhỏ hả? Bây giờ tôi không có rảnh nói chuyện với cậu. Bé Tiên Quang nó làm rất nguy hiểm kỷ niệm trồng cây rồi. Bây giờ tôi đang tìm giùm nó. Ông không cần lo lắng. Trời ơi, ông lo lắng sao được chứ? Nó rất là thích nguy hiểm này. Muốn mua cũng đâu có mua được. Nếu ông tìm được, ông biết tính sao nữa. Vậy đi. Nếu tôi giúp ông tìm được nguy hiểm, tôi hứa với ông sẽ giao tận tay con trai. Má ơi, cậu thật là khó em nói đùa. Quy hiệu đó nó bé nhạt đầu, chờ 20 năm sau để cậu lượm được. Hà Lớn, giúp tôi làm chuyện này. Tôi muốn ông đưa đầu lọc phát hiện tại hiện trường gây án của Hạ Chính Nam chuyển qua cho tôi. Vậy sao chuyển cho cậu được? Nè, ông tra kỹ thời gian, đi canh chừng đồng nghiệp của phòng vật chứng. Họ sẽ thiêu hủy vật chứng đúng thời gian quy định. Tôi chỉ muốn ông giúp tôi tìm lại cái đầu lọc mà cảnh sát đã phát hiện tại hiện trường vụ án Hạ Chính Nam vào 20 năm trước. Sau đó ông chôn nó ở bên cạnh cái cây mà con trai ông vừa trồng. Chờ 20 năm sau, cũng tức là hiện nay, tôi sẽ đến cùng một địa điểm thì có thể đào được một vật chứng rồi, đúng không? Thần kỳ quá đúng không? Thần kỳ quá! Thật kỳ quá! Thật kỳ quá! Wow! 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 Con muốn biết hai đầu lọc này có phải cùng một người hút không? Nhưng nước bọt trên đầu lọc rất ít. Không biết có thể kiểm tra ADN không? Rất đơn giản. Gần đây nước Mỹ có một phát minh mới tên là phản ứng tụ hợp mai liên tỏa, gọi tắt là PCR. Chỉ cần thêm vào tụ hợp ở bản ADN rất ít thì sẽ không ngừng sản sinh quá trình tái tạo. Lúc đó sẽ có vô số ADN đếm không hết để tiến hành kiểm tra. Sếp Hà, chị Mến hả? Sao rồi? Có phải ADN của hai đầu lọc đều thuộc cùng một người không? Căn cứ theo báo cáo, nước bọt trên hai đầu lọc là thuộc cùng một người. Đều là của Hạ Chính Nam. Cấu tạo ADN này không giống của Hạ Chính Nam. Như vậy chứng minh hai đầu lọc này không thuộc về ông ấy. Trời ơi, làm gì vậy? Hai đầu lọc này có liên quan đến vụ án của Hạ Chính Nam sao? Con nghĩ con phải đi tìm sếp Định để nói chuyện ngay. Tìm được hai đầu lọc cùng nhãn hiệu thì sao chứ? Vậy có nghĩa là ở hiện trường gây án 20 năm trước có kẻ thứ ba. Và ngày hôm nay rất có thể hắn đang giám sát Hạ Chính Nam. Đừng có nói rất có thể nữa, cậu muốn cái gì đây? Tôi muốn lật lại hồ sơ điều tra vụ án này. Bây giờ đã bắt người rồi, là chính tay cậu bắt mà. Sở luật chính đã có đủ bằng chứng khởi tố ổng. Bây giờ tìm được hai đầu lọc thì làm lại từ đầu à? Ở Hồng Kông có biết bao nhiêu người hút loại thuốc hiệu này chứ? Mà hết tất cả gì đây lấy lời khai hay sao? Còn nữa nha, cậu cũng nói vụ án này vào 20 năm trước. Đầu lọc tại hiện trường vụ án năm xưa đã bị hủy rồi. Muốn kiểm tra ADN cũng không thể nào đâu. Cậu muốn chứng minh điều gì chứ? Nhưng mà cái gì nữa? Cậu đừng học tật xấu của ba cậu mà suy nghĩ lung tung bao che Hạ Chính Nam. Như vậy không tốt cho cậu đâu. Xin lỗi sếp. Alo, Hạ Chính Nam muốn gặp tôi. Tôi từng nói với Sang, đối tượng mỗi lần hung thủ hành hung là bạn gái của tôi. Khi họ bắt cá hai tay thì hung thủ xuất hiện.
Tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ Sang giả là bạn gái của tôi để dụ hung thủ xuất hiện. Tôi biết, tôi biết là sếp không tin tôi đâu. Lần này tôi tin ông. Thật sao? Mau đi tìm Sang đi. Tôi sợ hung thủ đã ở gần cổ. Tôi sợ Sang sẽ trở thành người bị hại thứ ba. Bộ hôm nay cô tìm tôi không phải lấy tài liệu sao? Hình như tâm trạng cô rất vui. Đâu phải lần đầu gặp mặt cũng như lấy tài liệu, tâm sự một chút cũng được mà. Sang. Thật ra từ lâu tôi đã biết anh có thiện cảm như tôi. Đáng tiếc cô đã quen với Hạ Chính Nam. Ê, trời ơi, anh sắp ngồi tù rồi, đừng có nhắc đến ảnh nữa. Tôi thà vui vẻ với anh đó. À phải, tôi có hai vé xuất chiếu đầu tiên, tối nay đi coi nha. Xuất chiếu đầu, có ký giả lại có siêu sao, sẽ có rất nhiều người nhìn thấy đó. Nhiều người thì tốt rồi, sẽ nói gì cơ. Đi nha. Cô đây à, theo tôi ra ngoài. Nè, làm gì vậy? Nè, tại sao tôi phải theo anh chứ? Bố ra đi. Sang. Bố ra đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mặc kệ anh, bố tay ra đi, điên quá đi. Cô à. Dù lý quá. Thức ăn họ gọi, cho tôi thêm một phần đi. Anh làm gì vậy? Nè, làm gì vậy? Cô muốn biết thì ra ngoài nói rõ ràng với tôi. Sang, có phải cô và cô ấy có chuyện gì không? Cô gạt tôi. Ra cậu. Tuổi trẻ đó. Có lúc ít, có lúc rất nhiều, anh muốn nghe điều gì, hả? Nè. Sang à, quan hệ cô phức tạp quá. Tôi nghĩ cô nên làm sáng tỏ trước. Không cái gì, không phải, không tôi phải đâu. Nghe. Anh đã khoan, đừng đi mà. Tôi... Đừng giả đò nữa. Cô làm vậy không giúp được Hạ Chính Nam đâu. Anh chở tôi đến đây làm gì vậy? Có phải cô muốn chết hay không? Cô làm mồi vụ hung thủ xuất hiện. Những chuyện này không phải cô làm đâu. Đại trinh thám, có phải hung thủ đã bị anh bắt rồi sao? Tôi tìm được một đầu lọc ở trước cửa nhà Hạ Chính Nam, giống y như đầu lọc tìm tại hiện trường vụ án 20 năm trước. Tôi cũng biết hai đầu lọc này không phải là của Hạ Chính Nam. Vậy có nghĩa là tôi suy đoán không sai. Hiện trường vụ án 20 năm trước là có người khác xuất hiện, và người này bấy lâu nay luôn giám sát Herman. Làm theo kế hoạch của tôi đi. Tôi tiếp tục giả làm bạn gái của Herman, sau đó bắt cá hai tay. Vậy tự động hung thủ sẽ xuất hiện. Tôi xin cô mà, kế hoạch gì đó của cô. Được rồi, nếu anh cũng cho rằng hung thủ là người khác, vậy anh có cách gì bắt hung thủ? Không lên tiếng tức là không có rồi chứ gì. Bất kể ra sao, đây cũng phải là cách tốt nhất, quá nguy hiểm. Anh chỉ sợ nguy hiểm thôi mà. Hay là vậy đi, anh là người thứ ba giữa tôi và Herman, có anh bảo vệ tôi thì không sao rồi. Điên khùng, có phải cô uống rượu vang quá đát nên điên không? Cảnh sát chúng tôi có cách làm việc của cảnh sát chúng tôi. Cô làm lại nhà giam của cô đi, đừng có điên nó nhiều quá. Monitor, anh tin tôi đi. Đây là cách duy nhất, trực tiếp nhất và có công hiệu nhất. Chúng ta quyết định cảnh dừng hợp tác. Stop. Cô phiền ghê. Tôi nói cô biết những gì cô vừa nói, đừng suy nghĩ nữa. Không phải đâu, anh phải suy nghĩ đó. Có lẽ bây giờ hung thủ đang rình chúng ta. Chỉ cần anh nắm tay tôi đi hết đoạn đường này thì có thể hắn sẽ chịu đựng không nổi ra tay giết tôi. Lúc đó có thể bắt người rồi. Đừng có nhìn lung tung nữa. Lỡ như để hắn nhìn thấy thì tốn công vô ích. Nắm tay tôi đi. Nếu để hắn chạy thoát chỉ khiến anh hối hận thôi, Molinser. Cậu cũng nói vụ án này vào 20 năm trước. Đạo lộc tại hiện trường vụ án đã bị hủy từ lâu rồi. Muốn kiểm tra ADN á, cũng không thể nào đâu. Cậu muốn chứng minh điều gì chứ? Tôi không tệ mà, anh không thiệt thòi đâu. Cẩn thận đi, hắn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Xuất hiện rồi. Sang. Vị này. Chắc chắn vị này là bác gái rồi. Morning sir, bye. Tôi sẽ làm cho họ tin anh. Chỉ cần anh tin tưởng tôi.
Tôi sẽ không để anh ngồi tù quan đâu. Ý, má. Hả? À, sao giờ này không phải má đi chợ sao? Ờ, sắp đi rồi, sắp đi. Ủa ba, ba không đi làm à? Ờ, sắp đi rồi, sắp đi rồi. Ý sao, còn em không đi học à? Ờ, tiết thứ nhất không có đi học. Còn em? Ờ, hôm nay em đi làm trễ. Thật ra làm gì? Mọi người à, chỉ muốn biết là... Ý, con mở cửa cho. Là thật đó. Ý chà. Nè, thấy quả chưa? Thật đúng rồi. Tôi muốn tìm sao? Mời vào nhà. Vào đi. Vào. Nè, thấy chưa? Tụi nó quen nhau thật đó. À, mọi người không ai mới ra khỏi nhà là muốn coi phim hả? Sếp Hà rất tốt hả? Tuổi trẻ tài cao đó. Dĩ nhiên rồi, tốt hơn tên tội phạm giết người mấy trăm ngàn lần. Dạ bà cáo à, tôi hả? Chúng tôi sẽ đi ngay mà. Thôi ba, ba đi làm à, nè. Cháu ở nhà chơi tự nhiên nha cháu. Hai người thật sự sao cũng được. Cô về sở cảnh sát xin cho tôi nghỉ một ngày. Hôm nay tôi và chị của cô có chuyện phải làm. Nè, tôi nói sếp đâu có nghỉ đâu. Đi. Không phải đâu. Tôi người nhà của tôi suy nghĩ nhiều lắm. Đi thôi. Anh đừng có như vậy. Sợ dây thông kéo căng quá. Phải thả lỏng một chút đi. Như vậy mới giống quen nhau chứ. Quen nhau? Tôi biết. Đâu cần cô dạy. Có chuẩn bị trước rồi. Hoa hồng đỏ là đàn ông nào cũng tặng đúng không? Có phải ngạc nhiên không? Đã nói đàn ông nào cũng tặng, thế anh còn ngạc nhiên nữa không? Vậy cô có nhận hay không? Nhận. Tôi nhận chứ. Cảm ơn. Nè, vậy bây giờ mình đi đâu chơi đây? À, 10 giờ đến 12 giờ đi tản bộ công viên Hải Tân, 12 giờ đến 2 giờ uống trà, coi phim. 8 giờ tới 9 giờ đi Sa Điền ăn bồ câu quay. 9 giờ rưỡi. Còn chưa vụ được hung thủ xuất hiện thì coi thêm một suất phim nữa. Tức bụng như vậy hả? Khá lắm phải không? Thôi mau chạy đi. Lỡ như 10 giờ 1 phút mới đến công viên Hải Tân, làm trái được khóa biểu của anh đó thì không tốt. Nói rất đúng. Đồng hồ của anh mấy giờ rồi? 11 giờ 47 phút. Đồng hồ của em tốt hơn 11 giờ 49 phút. Có gì tốt chứ? Đồng hồ của em không đúng. Đi chơi với anh trước một rập khuôn quá à. Thêm một phút cũng sẽ buồn chết đó. Cuối cùng em đã hiểu tại sao em sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhà dân các em cũng khéo dựng chuyện quá. Anh quen với em chỉ là đóng kịch thôi, không phải làm cho em vui. Vậy thường ngày anh có giải trí gì? Trước tiên buổi sáng đi uống trà sớm, dạo công viên, dạo tiệm 10 đồng. Sau đó vòng tới tiệm Hải Vị ở Tây Hoàng coi có đông cô linh chi hay đông trùng thảo nào không. Quả đó, quả đã. Như vậy mà gọi là giải trí à? Nè, chủ nhật tuần nào anh cũng đi với má anh như vậy, đâu có vấn đề gì đâu. À, thì ra ngày nghỉ nào anh cũng ở bên cạnh của má anh. Em rất tôn trọng sự hiếu thảo của anh. Nhưng ngoại trừ má anh có đi chơi với người phụ nữ nào khác không? Kinh nghiệm tình yêu của anh phong phú lắm đó nghe. Cái thật không đó? Nè, thư tình anh để dành từ mẫu giáo cho tới bây giờ đựng cái tủ lớn không hết. Lúc dọn nhà vất vả biết mấy luôn. Sếp à. Sếp à. Chị này là bạn gái. Lại là chị Mon giới thiệu cho anh hả? Giới thiệu tức là coi mắt rồi. 30 tuổi đầu chưa hề có bạn gái. Không nhờ coi mắt thì nhờ gì chứ. Đừng cả tủ lớn cũng đừng không hết mà. Nhưng mà là ở chỗ không hiểu tại sao chị Mon lại giới thiệu hạng phụ nữ như vậy cho anh quen. Ôi trời, xin lỗi nha. Tôi không có ý hình dung cô như vậy đâu. Cô đừng bao giờ hiểu lầm tôi kỳ thị hạng người như cô nha. Thôi cô câm miệng lại đi. Cô là hạng người gì chứ? Cô không biết khi cô đang nói chuyện có thể nuốt được mấy con ếch đó. Những người xấu tới gặp nhiều rồi. Nhưng mà chưa thấy ai xấu từ tim xấu lên cô. Cô mau cho nó xỉa đi. Thì ra khi chửi người ta anh cũng có sáng tạo lắm. Chứ gì nữa, nếu anh chịu làm nhà văn á, em thất nghiệp cho coi. Cảm ơn anh. Nè tác giả, thật ra thì anh cũng thông minh lắm đó, biết em thích ăn pizza. Anh không biết,
Đã thấy lâu rồi chưa ăn cho nên mới ăn. Nhưng đến đây sẽ làm rối thời khói biểu của anh đó. Anh chiều em thì em chọc anh phải không? Vậy cảm ơn anh chiều em và ăn ủi em ha. Tiếp theo đi đâu đi? Ê, hai. Ê, sao đúng lúc vậy? Sao gần đây tòa soạn không có gọi pizza? Hôm anh thích ăn pizza, đa số đều do ảnh vào tới. Bạn trai hả? Phải rồi. Không làm phiền hai người tâm sự. Bye bye. Bye bye. Có đi đó. Hả? Chuyện gì vậy? Tôi hỏi anh, giờ đây có chỗ nào vui chơi không? Hồi nhỏ em bị tai nạn xe cộ nên mới bị què. Lúc đó thật tình em rất muốn chết. Em luôn suy nghĩ không biết làm sao sống hết kiếp, làm sao gặp người ta. Anh thấy em kiên cường lạc quan như vậy thì không ngờ em lại... Sự kiên cường lạc quan của em là tập luyện mới có được, chính là ở đây. Em thừa biết em không đi được, nhưng mà em vẫn đến đây. Vậy em phải để cho người ta nhìn thấy đôi chân. Em muốn đôi chân của em được người ta chiêm ngưỡng, được người ta sờ. Vậy em biết trốn một góc tự ti cũng vô ích. Cách tốt nhất là tích cực đối diện khuyết tật. Em phải đứng lên. Cho dù cơ thể không được, nhưng mà ý chí phải làm được. Cuối cùng hung thủ cũng không xuất hiện. Xem ra ngày mai là phải đi chơi nữa. Hả? Ê, người muốn chết là em đó. Em coi kìa. Qua sự nhắc nhở của em học hỏi được rồi phải không? Tỉ mỉ như vậy là đúng rồi. Như vậy mới giống quen nhau đó. Xin anh quan sát rất là sâu sắc. Việc gì cũng phải tỉ mỉ. Như sự tỉ mỉ của anh chỉ dùng để điều tra án, chứ không phải là quen bạn gái. Nè, em chả là bạn gái của anh, chứ không phải má anh nha. Theo anh hắn coi đi không? Em nên hỏi hắn đang ở đâu. Anh bỏ quên điện thoại ở siêu thị. Em lên xe chờ anh. Được rồi. Cao Sang, con người hoàn mỹ thì cần phải có nhân cách hoàn mỹ, nếu không phải bị hủy diệt. Cao Sang, Cao Sang, Cao Sang, Cao Sang. Không nhìn thấy mặt của hắn. Hắn có chuẩn bị sẵn, luôn cả khẩu trang cũng đeo. ADN trên đầu lọc lần này so với lần trước con đưa cho má là giống nhau. Xem chút bắt được hắn rồi, làm tụi con giả đầu quen nhau, uổng phí tuổi xuân của tụi con. Nên tôi cảm thấy quen giả là không được. Hay là chúng ta thật sự quen nhau đi, có lẽ sẽ thành công. Anh tránh ra đi. Good morning sir. Sao cậu gây ra chuyện lớn quá vậy? Vì sếp không cho tôi lật lại hồ sơ. Vì lúc đó không đủ bằng chứng. Bây giờ có rồi. Phải rồi. Đã dù được tên hung thủ xuất hiện, chắc chắn lần sau sẽ bắt được. Tôi không cho phép dân chúng làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu. Không được. Tôi đã hứa với Herman sẽ trả lại sự trong sạch cho ảnh. Nếu tôi không làm như vậy sẽ không bắt được hung thủ thực sự. Tôi nói không được là không được. Vậy sếp có cách nào khác không? Sếp, tôi rất có lòng tin sẽ bắt được hung thủ, nhưng tôi sợ hắn sẽ xuất hiện tấn công Cao Sang. Cho nên tôi hy vọng tiến hành bảo vệ Cao Sang. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi không cần bảo vệ gì cả, tôi muốn bắt hung thủ thực sự. Tôi biết cô muốn giúp Hạ Chính Nam, tôi hiểu chứ. Nhưng ổng không muốn cô vì giúp ổng mà bị nguy hiểm. Huh.
Alo. Alo, tôi đây. Có quen được bảo vệ không? Anh có thiết bị giam trong 4 bức tường 24/24 không? Tôi sao cũng được. Phải rồi, quên mất anh là người buồn tẻ, không biết giải trí gì hết. Nè, tiếc thật có lúc nãy không bắt được hắn. Thật ra cũng khó thu hoạch, ít nhất biết hung thủ là người khác. Nè, tiếp theo anh sẽ làm gì? Đáng tiếc tài liệu trong tay tôi không có đủ. Con người hoàn mỹ cần phải có nhân cách hoàn mỹ, nếu không phải bị hủy diệt. Con người hoàn mỹ cần phải có nhân cách hoàn mỹ, nếu không phải bị hủy diệt. Tôi nhớ nghe được hắn nói câu này đó. Nghe quen quá. Luận văn đại học 20 năm trước của Hạ Chính Nam từng viết câu này. Con người hoàn mỹ ở chữ thứ 5 đó. Chắc chắn hắn đã đọc bài luận văn này nên mới làm ra những hành vi biến thái. Chắc chắn hắn đã bị những câu văn trong bài luận văn này ảnh hưởng. Nhưng đây là tập luận văn mà, những người thường không thể vô được đâu, cũng không thể đọc được. Tôi cần làm tài liệu nên nhờ người ta photo thì mới có được đó. Cố của anh chắc cũng vậy phải không? Vậy hắn tìm được ở đâu? Thư viện trường đại học. Xin lỗi. Hồi lâu. Ông đến chưa? Đến lâu lắm rồi. Giờ đang tìm cuốn sách đó đây nè. Nhớ kiểm tra có bao nhiêu người từng đọc. Biết rồi. Cuốn sách cũ quá. Gì lạ vậy? Rõ ràng cuốn trong tay tôi còn mới tinh. Nè, ông lật qua chương thứ 5 coi thử đi. Tao có vẻ lung tung luôn rồi. Nè, câu mà cậu nói, hắn dùng bút dạ quang gạch. Còn nữa nha, viết có ba chữ viết ở đây, hình như là viết bằng máu rồi. Rất có thể hung thủ từng đọc bài luận văn. Những chữ này do hắn viết lên. Tôi hiểu rồi. Tại sao cuốn của tôi và cuốn của ông khác nhau? Vì cuốn của ông sẽ bị hung thủ ăn cắp. Bây giờ tôi đi kiểm tra, rồi gọi lại cho xong. Theo tôi qua bên này. Tháng 5 năm 84. Nè, sao rồi? Tháng 5 năm 84 cuốn sách đã bị người ta ăn cắp. Vậy tức là tháng này. Nè, bây giờ là cuối tháng rồi, có mấy ngày nữa thôi. Rất có thể là hôm nay. Nè, bây giờ ông lập tức để cuốn sách vào vị trí cũ. Bắt đầu từ bây giờ canh chừng cuốn sách cẩn thận. Nếu có ai đến đánh cắp, lập tức bắt hắn cho tôi. Được rồi. Hồi lâu, sao? Có động tĩnh gì? À, ở đây vắng lắm. Trời ơi, tôi chết rồi. Đừng có sợ, có phải tội phạm xuất hiện không? Bình tĩnh lại. Không phải, tội phạm biến mất mà cuốn sách cũng biến mất luôn. Có phải ông ngủ gục không? Phải rồi, à, không phải, tôi chỉ chợp mắt lát à. Nè, nếu tôi nói là đi toilet có phải bất nghiêm trọng hơn không vậy? Ông lập tức đi tìm người, lấy băng ghi hình trong camera coi đi. Biết rồi. Lên nữa hả? À. Sao? Đang coi nè. Đứng hình. Trời ơi, quả thật bị người ta ăn cắp rồi. Nhận diện cho kỹ, coi có manh mối gì. Hắn khoác cái áo trên vai, còn như trên áo có con chữ gì á. Là chữ gì, chữ Hoa, chữ Nhật, chữ Thái hay là chữ số? Đừng có hỏi mà, bây giờ đang coi. Là chữ Hảo. Chữ Hảo? Hảo Ký. Có phải tiệm chè Hảo Ký thành trại của Lâm không? Sẽ muốn tìm công nhân nào? Người mới đưa thức ăn đến trường đại học. Thằng Hằng đó hả? Nó không có ở đây. Lại đi đưa thức ăn à? Nó xin nghỉ. Lúc rãi nó về lãnh lương rồi vội vàng bỏ đi rồi. Ông có biết ông ta đi đâu không? Nó nói về quê thăm thân nhân, đã mua vé xe lửa rồi.
ông có biết quê nào không? Trời ơi, tôi là ông chủ của nó chứ không phải là ba của nó. Được, 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 ông là ông chủ của anh ta. Ông không biết quê của anh ta nhưng chắc ông biết anh ta ở trọ chỗ nào. Hình như là ở nhà tập thể đó. Tôi có ghi lại để tôi tìm cho sếp nha. Nhà tập thể. Rồi hắn ở là nhà tập thể, thông thường không dọn cũng không bán. Nhưng có nghĩa là sau khi từ đại lục trở về, rất có thể vẫn ở chỗ cũ. Vào năm 84 hắn bao nhiêu tuổi? 18. Vậy tức là bây giờ là 38. Tôi thì có bao nhiêu tài liệu trong cậy vào cậu. Muốn đi sao? Là giúp y như nhau chắc chắn là hắn rồi. Không phải vừa mới bị hại, có lẽ đây lâu lắm rồi. Có lẽ đây là người bị hại đầu tiên. Là vụ án năm 1984. Ôi, tên này không có tiền mua giấy dán tường. Là loại vô cùng hung tàn. Chứ không, trước khi cậu ói hãy điện thoại cho Thơ Thanh giùm tôi. Alo. Thơ Thanh, chúng ta đã tìm được nhà của hung thủ, nhưng hắn không có nhà. Tôi nghi ngờ hắn đang rình rập chị sang của cô. Cô phải bảo vệ cô cẩn thận. Yes sir, chúng tôi đã đề phòng rồi. Dù sao không có gì dừng ở nhà, chúng tôi không ra ngoài ăn uống đâu. Chúng tôi đã gọi pizza. Canh chừng cẩn thận nha. Yes sir. Monisa hả? Dạ phải. Ảnh nói đã tìm ra nhà của hung thủ, nhưng hung thủ không có ở nhà. Ảnh nhắc nhở chúng ta nên cẩn thận. Cô đuổi không thể ra ngoài giúp ảnh. Chị đừng bao giờ nghĩ như chị. Ở lại đây mới là an toàn nhất. Để chị đọc cuốn sách này thêm mấy lần xem có thể tìm ra manh mối giúp Monisa không. Chắc chắn là do pizza. Đúng là do pizza rồi. Đúng rồi. Dạ, tốt quá, có pizza ăn. Ra pizza. Ý, là anh à? Cô Cao, thì ra là cô. Ngoài đây sơ, luận nhân của Hà Chính Nam. Nè, ủa, sao có hình của sếp vậy? Lập tức đến siêu thị. Cảm ơn nha cô Cao. À, không cần cái sáo, chờ một toilet thôi. Toilet của cô cũng đặc biệt quá, cánh cửa đặc biệt lớn, có phải để xe lăn tiện ra vào không? Phải rồi. Thank you.